Sáng nay, băng giá xuất hiện trên đỉnh Ô Quý Hồ tại khu du lịch Cổng Trời thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Từ đêm ngày 23 đến sáng ngày 24 tháng 1 tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, khu vực giáp danh thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C đã khiến băng giá phủ kín các cành cây ngọn cỏ. Nhiều du khách đã có mặt tại khu du lịch Cổng Trời để được tận mắt ngắm băng. Hiện trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, mây mù dày đặc, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Theo Đài khí tượng thủy văn Lai Châu, những ngày tới nhiệt độ ở khu vực trên có thể tiếp tục giảm, băng giá tiếp tục kéo dài. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các lái xe cần lưu ý chọn lộ trình phù hợp an toàn. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá. Nhiệt độ lúc 6 giờ sáng nay cho thấy hầu hết các tỉnh thành ở khu vực miền Bắc đều có ngưỡng nhiệt độ ở mức dưới 10 độ C, trong đó lạnh nhất đó là đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 2,5 độ C. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành chủ động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng chống rét và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Các địa phương cũng cần triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Bộ Y tế phối hợp với cơ quan truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín. Thưa quý vị, ca Huế là hình thức sinh hoạt nghệ thuật độc đáo đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Loại hình này có cơ hội trở thành di sản văn hóa của nhân loại khi mà Thừa Thiên Huế đang lập hồ sơ đệ trình UNESCO sớm công nhận. Đến với vùng đất cổ đô và nghe ca Huế trên sông Hương là một trải nghiệm quen thuộc với nhiều du khách. Hơn 60 phút lênh đênh trên thuyền rồng, khán giả được nghe các nghệ sĩ biểu diễn những làn điệu ca Huế từ những nhạc khúc Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ cho đến những điều hò Huế. Tất cả đã tạo nên một sản phẩm văn hóa du lịch không nơi nào có được. Thích nghe ca Huế ở trên cái dòng sông Hương này bởi vì đây là một trong những cái mà nó gợi cho em một cái cảm nhận về Huế rất là hay. Và mỗi lần đến đây cùng với gia đình, em đều muốn cùng với gia đình của mình trải nghiệm nghe ca Huế ở trên cái dòng sông Hương này. Cùng với hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông, những năm qua, hoạt động của không gian ca Huế Tĩnh Phong là một điểm sáng. Đều đặn vào một buổi tối thứ ba hàng tuần, các nghệ nhân lão thành lại cùng hòa dòng cùng các dòng ca, nhạc công trẻ. Tính chất tao truyền, tiếp nối của loại hình nghệ thuật độc đáo này được gìn giữ, phát huy để phục vụ khán giả. Cộng đồng những người yêu văn hóa kỳ vọng một khi được công nhận là di sản thế giới, ca Huế ngày càng phát huy giá trị. Việc được thế giới công nhận là di sản phi vật thể, đó là một niềm vinh dự đối với các nghệ sĩ nghệ nhân ca Huế. Chúng tôi tin rằng từ cái hình thức được công nhận đó, các nghệ sĩ nghệ nhân sẽ cống hiến hết mình hơn và nghệ thuật ca Huế sẽ được quảng bá rộng rãi trong công chúng, trong học đường cũng như trong các cái lĩnh vực khác. Chúng tôi cho rằng đánh giá về cái vị thế, cái tầm quan trọng, cái tầm vóc của di sản thì ca Huế phải nói là một trong những di sản phi vật thể vượt trội so với về cái mức độ ảnh hưởng, về cái giá trị đặc biệt của nó thì rất xứng đáng để chúng ta lập hồ sơ để đệ trình. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần phải tập trung cho cái việc làm sao ca Huế sớm trở thành cái di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Vẫn còn đó những hạt sàn và bất cập trong tổ chức biểu diễn ca Huế, và tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều việc cần làm ở phía trước. Một khi ca Huế được công nhận là di sản thế giới, cũng đồng nghĩa thêm nhiều cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, qua đó làm giàu thêm bản sắc của vùng đất văn hóa này. Thưa quý vị, chiều tối ngày 23 tháng 1, một xe đầu kéo chở sắt cuộn lưu thông trên đường DT743A thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị đứt dây chằng buộc do thắng gấp đã khiến các cuộn thép lăn xuống đường và đè bẹp xe máy. Hai sinh viên rất may không ai bị thương.
Khoảng 16:30, xe đầu kéo biển số Bà Rịa Vũng Tàu chở theo 3 cuộn thép lưu thông trên đường DT743A theo hướng Đồng Nai đi Bình Dương. Khi đến gần cầu vượt Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, ô tô va quẹt với xe máy chở 2 người chạy bên cạnh. Tài xế ô tô thắng gấp khiến cho dây xích bị đứt, 3 cuộn thép trên xe lăn về phía trước, va mạnh vào đầu kéo rồi rơi xuống đường. Lúc này thì 2 sinh viên té ngã xuống nhưng kịp né cuộn thép. Rất may 2 sinh viên chỉ bị xây sát nhẹ do bị té. Vụ tai nạn khiến cho quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai đến ngã ba Tân Vạn và DT743A ùn tắc. Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông giải quyết vụ việc. Thời gian qua, sự cố do xe chở thép cuộn thường xuyên xảy ra gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thế nhưng đến nay thì vẫn chưa có quy chuẩn cụ thể về trang buộc mặt hàng này để đảm bảo an toàn.